Sáng nay, Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình khu vui chơi trẻ em cho khu dân cư trên địa bàn quận Cẩm Lệ. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 22 của tuổi trẻ Đà Nẵng. Khu vui chơi trẻ em có diện tích khoảng 90 m² được xây dựng tại phần sân nhà sinh hoạt cộng đồng thuộc khu dân cư số 1, số 2, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ với tổng giá trị 70 triệu đồng. Tại chương trình, Thành đoàn Đà Nẵng đã trao bảng tượng trưng và bàn giao công trình cho đại diện lãnh đạo phường Hòa Thọ Đông. Thì như chúng ta được biết, hiện nay thì các cái thiết chế về văn hóa dành cho các em thiếu nhi là rất là hạn chế. Do đó chúng tôi đã đi khảo sát và thấy được rằng nhu cầu tại khu dân cư số 1 của phường Hòa Thọ Đông là rất là có nhu cầu. Do đó chúng tôi đã quyết định chọn nơi này và tôi hy vọng rằng đây sẽ là một cái điểm đến hấp dẫn, an toàn và sẽ là một điểm vui chơi giải trí lành mạnh cho các em thiếu nhi tại khu vực này. Em thích khu vui chơi này. Ở đây có bập bên, cầu trượt, xích đu để em chơi với các bạn sau khi tan học. Em mong rằng em có nhiều khu vui chơi như thế này nữa. Hiện Thành đoàn Đà Nẵng đã xây dựng được 4 khu vui chơi trẻ em trên địa bàn thành phố. Thời gian đến, Ban Thường vụ Thành đoàn sẽ tiếp tục kêu gọi, vận động các mạnh thường quân để hỗ trợ, đầu tư các thiết chế văn hóa như thế này trên địa bàn.